Hello. Hello. Hola, hello. Hôm nay trên team trễ nên phim trễ. Mấy ông lên đào cái rồi rồi 4X á, rồi 4X mà bản 0.8.6 á, chơi nó mượt nè, giống cái bản tôi đang chơi nè. Chơi gì gánh nón phía giật nè. Nothing can hold me back. Thông ngôn chút phút. À đây dùng một cái chiến tướng á. Lẫn bám. Rồi xong rồi lấy củi chiến tướng luôn. Lát bay lên đầu hút máu rồi. Mày ngu. Bên nè đó, ngu. Mà nãy con kia tao lấy cục cho lấy. Nãy con kia tao lấy gì gì mà. Lấy cái đàm á. Không giờ con này mấy đàm muốn luôn. Cái gì nữa vậy? Thuyền vậy? Đẹp chưa? Quan trọng nhất là phải làm sao để đủ 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 châu để làm hôn. Đầu game sáu mấy game bây giờ tắt máy bận. Ừ. Mẹ dán lượng trưởng cái chích quay rồi cần chơi nhiều. Như lúc người đã có con. Giờ mình chơi đội hình này nè. 4 tăng 1 chiến lược. Tăng tới khi nào mà thằng kia đủ nổ là win. Đến bên em mình chửi chót. Xong giờ tao má nhiệt huyết chiến đấu luôn rồi, muốn rồi mọi ơi. Tao lên hai con nít chơi kìa. Nhiệt huyết chiến đấu gì? Lên nó ngon mà. Có kia thì lát nữa mình lên hai đầu kích về có cần lên cái du danh luôn. Nhiệt huyết chiến tướng. Mày phải lên du danh rồi. Sao lắc dữ rồi. Tắt máy đừng buồn một. Mà cái thằng này mày bía đi. Nhắn vô không được, máy em bật không lên đó à. Phá đúng không? Phá cho hư đi. Một, hai, ba, sáu. Kỳ vậy. Rồi còn cái dây nào nữa ta? Bắn đi. Để bắn. Nãy nó chơi DC nó cao, bây giờ nó có cao không? Giờ đéo chắc đéo xuống đâu. DC gì? Nhìn xuống thằng Thu Hào đi. Nó quýnh nó vào. Điên rồi. Mẹ gì đây? Tấn công từ lúc đầu luôn rồi. Ờ, à, chó này. Thua rồi. Hồi dũng trúng nó con, nó lăn rồi nha. Thôi nhỉnh đi rồi. Mấy thứ phế vật không? Hại. Nhưng ngoài. Hại bố mày. Lăn rồi nha. Rồi nó cứ ghim ghim rồi nó e mà mày. Thôi, cái cảnh ta nó có trọn gì sao. Hại lát nả luôn. Để bơm máu lên đi, chờ sinh rụng hả? Ờ, đứng rồi. Chó. Đó, mày ngu rõ ràng nha. Mày ngu nha. Quỳ. Có buồn nó ghê không? Thôi rồi, máu máu. Đánh ngoài luôn.
mất hết mana luôn, thất nghiệp luôn. Ai biết vậy ta combo một kia luôn rồi. Rồi Rồi Đã cái này Lý xin ghê quá. Biết vậy ta combo cái đổi mạng luôn. Đó hay ngu. Người giống phía giật thôi. Anh level 5 biết thì đứng quả này. Đứng đây đứng không? Đứng ngu. Có mắt không? Sắp anh phò cho mày được không? Lát lay mày bắn được nè. Thôi, tao nói á, tao mà được farm lát nữa là mày hiểu rồi đó. Tao không được mạng cũng được, nhưng được farm thôi. Cả bò nhà nó luôn. Khi hai ta về một lòng. Một lòng. Thôi vậy mấy cung. Thôi nè, trời ơi ngủ luôn. Không bị chết kiếp chúng tao à. Ăn ngộ bốn bao đi mòn luôn. Hả? Bao. Không một cái lớn. Ôi. Cây cây. Ờ đang là bò, đừng có hát chết. Mắt heo luôn. Lùi ngay. Đẩy đẩy lên hoài. Ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi như một sông. Ôi, không chung nhau một mình. Mày bệnh bằng cái kia mày, cũng tính cái bác sĩ mày luôn rồi. Ừ. Nước mắt thấy sáng lạnh lạnh. Vì trời cao hơn trong trời. Ôi luôn, ngủ rồi. Hôm nay vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Chẳng nhờ anh dưới nha con. Đó. Trời ơi. Không, chó chết luôn. Thấy mày ngu. Liên quan vậy? Mày lạ lên Vĩnh đó chị. Ủa tao không bị gì đâu. Ủa mày là thằng chết mà. Thấy nói chuyện không? Bố mày đéo đứng đây hất ra mày hai thằng chắc mày đéo chết rồi. Ừ, chắc anh không về luôn đâu. Anh còn đứng trên mặt coi với con AD đó là. Coi nè. Nhìn. Đó, anh đéo hất ra nó sống không? Chứ nó về. Anh còn mặt coi với AD nữa nha. Ờ, thứ chó đó, bố mày cho mày chết. Thôi rồi, xin lỗi mà. Lỗi mụi mà. Thu rồi. Chúng nó quá đông mà không hề. Thôi, bọt của nó cũng bốn xác rồi. BMI. Ủa cái dây mà gắn vô cái cục này là dây màn hình phải không đi? Thôi luôn. Thôi chơi. Thôi càng dưới rồi.
Nãy hành đó chi. Xấu này. Hôm đi. Đây mà gắn vô cục nè. Đây là mày. Queo. Chà mày. Chó kìa chứ. Xấu đi. Chơi hộ. Ủa sao tới chơi gì vậy? Go. Đạo thiệt đúng không? Ở đâu mà hấp được chắc đéo chết nữa đâu. Thôi cứ ở đó phải chơi gì được. Mấy ông đánh cái gì vậy má? Ở đứng thích kìa. Đó chứ đứng thích kìa. Kiểu như team mình nó không có chống cự được luôn con. Giờ sao chưa thấm được. Lý ra quẹo. Lên mẹ mày đồ nữa, lên xong kiếm nhỏ rồi BF. Đấy chị. Để lên nè. Thôi em sớm mà được mày. Tao mới kêu mày lên xong kiếm nhỏ rồi lên BF. Có miếng đam. Thôi anh là có đam rồi đó. Không có chó. Ý nha. Đam 96 rồi. Ô tô có đam nha. Ừ đam. Anh đứng đây với cái này thua quá. Đi. Đấy. Nó mượn nhóc. Mượn quá mà. Quá thiệt luôn. Nó làm gì vậy? Má nhìn tim nữa kìa. Không cho mày ăn rồi. Quỷ ly xin nãy giờ 3-4 pha luôn. Đủ đen quy, quy mẹ đi còn đúp vô. Hại mất cái kỳ sức luôn. Đó là tép mà. Giống như bị đụng nhẹ thôi muốn xỉu. Giờ chơi bên này đéo yếu không nó. Liên quan gì?
bên nè yếu. Thôi, tao nói mày á, bị đè kiểu này nào cũng yếu quá đấy. Yếu nha. Đó. Bên nè, thấy đánh lâu. Tại tao mất tốt vô đó. Thử tao mà vừa có một món đồ, tao đập vô đập hết toàn bộ. Mất mình đúng rồi, đúng rồi, phàm, phàm. Tên mình nó vui mà. Chưa con đam á. Nó làm như chiêu tao con đam lẹ lắm, nó thích lả đá rồi. Đau khổ cuộc đời không? Thôi người ta trúng bài đi. Láp chi? Đợi xác đứt rồi láp chứ sao không mất láp rồi. Sao vậy? Sao chơi bớt như vậy? Cái góc đó tao có e lát nó cũng không có vô chất tường ở đây được nữa. Cần vậy, mày cứ cho nó tôn đi, lúc mà phóng quy á, kẹp thì mày lát, không thôi, bỏ. Nó phải xài của thằng AD đúng không? Cấm mồm. Phải xài của thằng AD không? Nữa hả? Ma le mày à? Có thằng AD ta nữa mày. Hả thả mà hả mà le ra ngoài. Đó. Top nó lên gì ạ? Cùng với lại không bay vô đây. Chết được nó. Ha, bị con kêu nó chết. Sửa gì không thôi. Gì? Xấu thích gì chơi ơi, thích gì chơi vô quy tăng. Lượng một giá. Nó mất giết con dắt kìa. Dở pha nó rờ sớm á, rồi trễ chút là giết à. Thanh nó mạnh quá, thằng 381 giết ai ta? Giết tao mũi, giết tao tám mạng mũi.
đây là mất đó. Ram nó xin chuối. Giờ giống như là ta không dám đi ra ngoài đường. Còn nghĩ tao dám ra không nè, ra cái đùng thì chết. Chơi với nó mạnh. Nó mạnh lắm rồi con. Nè, thả ma nè. Chó rồi, đẩy. Nè đâu? Tới. Cái tánh là cái tánh của cái kia á. Tao tưởng nó có lát mày, rồi nè lát nó có luôn mày. Ơi, mấy bạn tới rồi mày. Ừ, đây là mất luôn. Chống nghiệp Việt Nam à tao nói nó còn bài lúc tao chết luôn rồi chơi em dễ à tao phải dễ chơi mày cứ gì hoài à tao bán gì vậy hả thôi đi đi thôi mà nói TF lên lực bền với cái đó nhìn thì ba trong khi kia chơi TF nó lên tại mấy đồ cổ lỗ sĩ ồ lực bền nhà có cung đao ngon vậy à hiểu cho biết phải sao anh ta vậy giếng bà má vừa xuống cái nó vậy hả. Hồi tao bóp bạn. Qua cho tôi một bớt khoát. Mày mất cái đánh luôn mày. Ờ giết được rồi. Rết giết luôn. Nè, tép quá vậy. Con Calista nó ulti cái xong rồi. Nó bị gì hả? Tao thấy Calista nên tao đâu có e đâu. Ủa nó thua rồi, nhìn ra luôn ha. Thấy đâu. Thì tại vì tao thấy Calista đi ra đây thôi, quýnh hết được rồi, nó về lại. Nổi, yếu lắm, tao yếu xịu à, nhìn đồ nó đồ nó rồi. Chỉ quay về một cái team thôi. Ông nội kia làm nha. Ồ, thêm tao cái gì nhân đầu lưng. Tao có thể có rồi luôn. Muốn tao lùi gái nó lát nó chờ luôn à ơi lát qua đây gặp con này nữa nó lát nó chờ luôn à trời chúng nó quá xanh. Đào chó sao nó chơi bò mày bích con nào phải khỏe. Ủa mà này tại mày phép tim vậy không sao quýnh chứ đâu phải là do mình không khỏe đâu khỏe nha mấy nè không khỏe còn nào khỏe đó mọi biến nha mấy nè mới vô bị nó đập lên một á thôi chơi hỏi Diễn Quyên nha hỏi mà nó là đập lên một Diễn Quyên nha. Con tay ông lại dưới con mít này. Sao ta đi chậm dữ? Con farm đi hộ. Cho anh được farm đi mọi người. Farm nó con tay xuống bắt mày tiếp. Đúng rồi giết nó nhưng thôi hộ hết lát rồi. No, I'm okay.
thả ma nữa kìa. Tiền banh về là hết lên không liền. Đây là cao bòi, Alita cao bòi. Ê, không, Alita bò đen. Ê, khi mà nó tắt mấy nhánh con mày, tao lên tiền rồi mày. Có nữa hả? Ừ. Lên 1 đồng. 3 con là 3 đồng. Baron
Mỏi mẹ. Tao săn. Tôi cover như vậy mà bồ tôi nó vẫn chết không? Tao bắn không nổi rồi, tao bắn không nổi rồi đó rồi. Bắn như biết. Làm nếu có còn chó giờ phải nè, nếu lên đi e thấy thua rồi. Mà phải lên hai món đồ kia, phải lên đi e. Hai món gì? Thường người ta lên hai món tắt chí mạng. Biến nha. Giờ tụi nó đánh là nó lên cây giao điện trước. Xong rồi e. Nào. Đéo cần biết, nó làm hai món đó. Giờ mày lên cứ mua danh chi? Hồi nãy là do không có tiền. Với lại không có cái cùng quế kia. Không lấy điểm kia thì phải lên vô danh. Tin mà không, ví dụ mà lấy điểm kia rồi luôn, nó lỗi mẹ nó luôn rồi. Mày ô tô hút máu hoài luôn rồi. Sao giờ mày? Lỗi gì? Enable to bot rồi cũng biết. Rồi sao vô game? Tắt. Cao luôn tắt về. Má thiệt, cái con tao chơi mà tao điên luôn á. Cái trong máy bị hư xong đau về bị hư xong về tới đau luôn tắt. Vậy sao tự nhiên lo Vũ chửi vậy? Tội nghiệp nó. Sao mấy ông chửi nó vậy? Mở máy hát ngồi đi nhóc. Sao máy bật màn hình lên không? HTML 2 KDPI như thế nào? Mùi ơi, hào đôn với cam đinh này ngon hơn hào đôn. Mùi ơi, lửa bố mạnh không mạnh, lửa bố quá mạnh. Ai chơi tam bút thì kéo xuống dưới có link dưới nha. Server 6. Thôi giờ đừng chơi server 6, chơi server 7, 8 vậy đi. Vô 6 tụi tôi ăn hiếp không? Cái gì nữa vậy? Mấy nè, cắm chìa khóa, rồi qua bên bển kìa. Đâu, có ấy đâu. Mấy là bên đây mà. Mày mở bển không được hả? Không. Bển nó dính vô rồi. Bển đâu có gì đâu. Xanh nói dây gắn gỡ dây phone ra xong giờ màn hình ông lên là sao? Ngu. Rồi biết sao mày ngu nữa không? Mày ngu. Chó nhận. Mày đâu à? Ừ.
Không, nếu lấy kháng pháp đó thì xin ý chỉ thần sấm vỡ mộng. Quá trời. Just the luck of the draw. 30 seconds. Hồi nó đạp tao cái nhiêu đây máu kìa. Gì nữa? Ừ, cái gì thân gì sắm. À, lúc đầu thấy bực bội rồi đó nha nhóc. Mà qua mấy khác chơi mày chết không? Kìa đâu có phô nào. Nói bởi nó xì đà hết. Anh Linh xin nó đạp cái muốn xỉu. Mình lấy quá trời tắt bích xong. Rồi mày coi 0.7 là tắt bích mà nó quýnh rồi. Disconnect hả? Này. Nhìn tao cũng muốn xỉu. Chiêu mà chết con chó. À, dám nói lỗi cho tao không á? Ngủ chế. Mít vô. Tao quýnh kia tao ngủ rồi. Mít lần có mana nãy. Như đuối.
farm được cứ farm không, đâu chết ai đâu. Thôi giờ nay vô à. Chưa mắc nó mày. Tê bằng ép. Tự nhiên nhìn cái con bích từ sao giết. Hỏi BK. Thôi bí nha. BK là gì bị điên? Nguy kiệt sức kiện bay kém bơi vô. Hổ rướng. BK lạ với anh. Thấy anh, anh đẩy vô. Mình quý ai dê là hổ, mình đó con. Như khùng lắm. Đừng ra mít nữa, ra mít chết chó. Tao ăn đường kia. Lên sách trước giờ đủ tiền lên đi kiếm. Mắt đồ. Lê xin không? Con lá đâu? Sao có thể bài đó là chó? Ủa, tao sợ nó về. Ủa, thì mình cũng quýnh được có một cái mà liên quan tới cái bài đâu. Chó cái gì? Tụi, ví dụ gì thì nói đi, để tao lát lên tui hết trơn. Là con lát hả? Ừ. Còn hồi nãy đâu tới đó rồi thôi. Chắc tại bấm nhanh á, bình thường là dây đó là bài vàng rồi. Sao nếu là bài đỏ. Xin em yêu thương nhau. Má ta đi nguyên vòng xong ta lại xuống dưới.
Nhịp đéo nổi luôn. Có mũ không? Dí đi. Dí bố mày coi. Dạ, đi ra. Hai thằng cũng ngán đi vô chỗ đá là đẹp. Hai quỷ kia cho hỏi tao rồi. Thôi, đưa đây con. Thằng bay bóp tao không? Còn đồ hay lắm, tao giết nó. Muốn mát bài luôn rồi, bóp nổi. Sao quỷ kia nó để đi giá rồi. Nếu tin được máu 910 nè, QRE chết. Đi xin. Ủa sao mày không nghĩ chị là combo nó cũng chết? Nó cũng có máu đâu. Tao là 7 rồi mà. Bóc bàn tôi lên rồi. Này xuống hốc mít dưới à. À, đầu tư quá. Thấy rồi mày, chơi. Chơi vô á. Nó chạy á. Bay lên. Bay lên đây. Cho mày cái bài vàng kìa. Sao nãy nó đánh với mình nó đéo vậy đi. Cầm tay đứng mít nó farm. Thôi chết ngu. Nào mà chết được. Đó. Thôi. Chạy theo tao không chạy. Thôi. Anh nói mấy này làm được anh đâu. Đó. Hỏi đéo thấy cái lưu rồi đảo. Thấy chế chế. Chỉ qua lên. Ngã đây ở dưới đang khỏe ra mít thử lửa nửa cây. Hỏi biết vậy farm thêm trăm nữa rồi. Đau lòng. Lucky day.
anh đánh gây áp lực quá. Rồi anh hết mana luôn. Rồi ta đang tăng trụ mà. Đánh về sao đỡ. Đây quỷ nó khỏe sai đụng nhầm con quái vật tớp. Dạ sao lại bị chạy vô vậy thì trúng á nhảm con thì mới chạy ra được cái chạy lại mày ui. Á, ăn minh đồ. Quỷ anh A đỡ bên tay luôn. Quá giật. Lên cục mana hay lên cái xin. Giật
Hả? Ủa nó giết mày có red hả? Ờ. Đầu red nó không máu mà tao làm có red. Nhớ bị giờ. Chạp. Nó giết hết AD, AD, AD thần. Thế mất đi. Đạo xanh ra muốn anh đã làm sai điều gì? 4-4-4-1 thành 4-4-4. Tại sao bạn AD để ta đánh thấy ảo ảo nha. Yeah. Tao nêu nó đánh nè, có mắt ba ông đây mày. Tao đi farm vũ khí tối thượng của tao. Sai mày. Đem farm. Được rồi gì vậy? Gì? Đậu dầu. Ồ, đâu phải là mày mạnh là mày có quyền đè anh vô tường. Anh bay liền. Vô cầm má là anh cứ bóc bà anh phân bi da rồi nè. Sao tôi nó đỡ được? Ngoài thần. Ủa để rướng rồi. Quá thai. Vô là má nó là ngay đây đứng nó gõ vào rồng luôn rồi. Vô là anh cứ để bà vàng anh cho vô mồm. Ủa nó giật eo hộp sống nguồn chổng luôn nghĩa đây. Xong bị bà rồng giết luôn. Cứ là ba giây tôi ném bà một lần, tôi ném chừng nào tôi nó mủ. Qua sói chó mắt ra thua thứ đéo phản ứng kịp gì không thấy cắm mắt à tao định giết đi xuyên vậy chứ được không
Hỏi nó một cái siêu là ai biết được vậy? Thì thấy nó nhiều lắm máu rồi, còn cái siêu à. Để nó chạy đi. Còn cái kim rắn à. Xuống giải cứu huynh nhì kìa. Bắt đầu cây trở đi xin rồi à. Nãy giờ nó bay giết tao hoài à. Ấy tiện lên giết khách này à. Tao lên cây cây xin mà chắc có mana mà. Ngựa nè. Nó giếng á là nếu chạy kìa. Anh này ăn tóp. Họ tự kiếm thằng con giết, không có rồng giết. Ôi mà anh phục. Má nó có mắt chổng không mày ơi. Hả? Bắt đầu phá game. Nó có mắt chổng kìa. Liên quan tới gì không? Mày tính chổng. Bắt đầu phá game rồi đó. Chỗ trên này kiến thức thôi mà. Nào bơi chổng ghê à. Yếu như chó, quýnh lộn. Mày quýnh nào chồng? Tao có đồ quét này đi hay tao. Đó, đi xin nè, quý. Mày đâu? Tao nha. Không thấy tao. Thôi nó buốt kìa. Thank you.
chứ. Ta đứng ta né chiêu mà mỏi đúng không? Đồ mình ra đây. Chiến đấu như sức bọt mà. Rồi chó đi ta chết. Vô vô mày đu lên chó. Yếu mà. Cứ phải giật mà đép hại. Gánh nặng từ đầu tới cuối game. Khỏi luôn á. Đây mày biết bao nhiêu lợi thế cho team của kia mình gánh nặng. À, nó đéo e luôn đi. Nó hành hạ mấy kia thêm mấy giây. Gì cậu bé vàng, cậu bé đen ở đây mấy không? Chó cắn không nhả này nặng nhỉ. Đánh Win này nhá. Ủa nãy ta chép cái kia ở đâu ta? Ờ nó trên nó phụ. Ông 99 cái gì thế mắc cười quá. Nãy giờ ổng kêu quơ hả? Như BM gặp Akanet thì có thắng nữa không? Giờ tôi nói ông, ví dụ bây giờ VCNA là có 10 đội đúng không? Ông có tính là BM là thằng yếu nhất. Thì vậy cho nó dễ, đỡ phải là suy nghĩ gặp đội nào thua, đội nào thắng. Không, ông có tính BM yếu nhất. Ví dụ lâu lâu rùa thì win. Như mùa trước nè, BM rùa hay mấy trận đó mới vô địch được. Nói chung là trước khi thi đấu là phải cầu. Tháng 1 đến VCNA solo thắng tao cho 10 tỷ. Để dành xài đi ông. 10 tỷ nhiều lắm. Để dành ông xài đi chứ. Ông cho người ta tiền ông xài. Anh Mùi ơi, động chát khỏe không? Khỏe. Ví dụ mà có mấy con liên quan nữa mới khỏe. Lưu thuyền, lưỡi bố. Anh với Juni bạn nhau mấy năm? Bóng năm gì đó. MOBA bao nhiêu máy? Giờ còn 200 mấy máy. Hồi trước là 400 mấy. Trả tiền net ở MOBA bao nhiêu một tiếng? Tụi mình thì được chơi, được tài trợ. Khi mà ông tới, ông mở máy là 10.000. Còn ông thành viên thì còn 7.000. Anh cả Juni ai giàu hơn vậy? Juni giàu không? Triệu Vinh khỏe không? Có ngủ đủ ngủ hổ tướng thì khỏe. Còn cái này bị gì vậy? Chạy quay đây. Sao ba không nâng cấp mấy lên tí vậy anh? Mình không biết nữa. Ví dụ mà muốn nâng cấp là phải nâng cấp hết lên. Rồi chi phí, dự chi. MOBA thì mấy năm nâng cấp lần. 2-3 năm. Vu cấm khỏe không? Vu cấm biết nhiều. Anh Achi biết nhậu không? Em mời anh nhậu được không? Không, mình không biết nhậu. Nhậu mệt lắm, không nhậu đâu. Anh với Achi quýnh lộ My Win. Mấy con cùi nào xài được? Có chứ, chân cơ nè. Rồi tàu hồng. Ở cái con gì biến golem á. Anh Mùa đến vị trí nào mùa mới vậy? Là tôi huấn luyện viên, tôi bị đuổi xuống huấn luyện viên rồi.
cho em hỏi một câu, hỏi tới giờ em đợi lâu lắm rồi, Minet qua Boba hả anh? Không, làm gì có. Minet là vô cái team gì đó, team gì mà hồi chiều nó nghe kể quên tên nè. Chung là mấy ông muốn thắc mắc thì cứ đợi tới ngày công bố đội hình thì mấy ông biết, mấy ông lên đây hỏi chi. Dạ, ví dụ tôi nói Minet vô BM, rồi tới ngày công bố đội hình Minet không vô BM, mấy ông lại chửi tôi xạo rồi xạo sự, đúng không? Xong giờ tôi nói Minet nó không có vô BM, mấy ông kêu tôi xạo. Kiểu gì mấy ông cũng chửi tôi à, tôi nói làm gì, lại tới ngày 14 thì biết. Anh chơi mà không phải trả tiền nét. Không, tôi chơi không trả tiền nét. Từ cái lúc mà tôi 14 tuổi tới giờ là tôi chơi không có tiền trả tiền nét. Toàn là người ta tài trợ cho tôi chơi. Đỡ không? Một đời chơi game mà không trả tiền nét là đỡ không? 16 tuổi là bắt đầu USB là lúc đó là chơi không trả tiền nét rồi. Mà trước đó là đi đánh độ ra đây là cũng không cần phải trả tiền nét. Hôm qua chim cúp điện không, Boba bị sập mấy chủ. Juni trả 50k cho anh, nó mà trả nó là cái loài mà không phải người, hiểu không? Archie chơi game mấy năm rồi, tính ra từ 5-3 tuổi tới giờ là chơi được 20 năm rồi đó. Còn chơi game mà chơi máy tính á, chơi mấy game mà thể loại MOBA á là cũng phải là 12 tuổi, 11 năm. 11 năm chơi mấy thể loại mà từ đây Dota rồi qua đây cũng gần 11 năm. Sao anh không đổi kiểu tóc mới? Giờ tôi cạo đầu đinh á, tôi cạo chọc được không? Xong rồi tôi đổi tên là Mông, mới biết Mông không? Mấy ông. Anh ơi con gì sẽ bật tốt cho Miss Fortune, Janna, Nami các kiểu. Bị gì vậy? Cận 2 độ rưỡi. Anh có về nhà không? Ngày nào trả về nhà? Nhà không về chứ không lên ở đây. Cho em hỏi cái, một tháng bao nhiêu tiền anh? Trời, hỏi hoài, nhiều lắm. Ngày nào tháng nào cũng đếm tiền mệt lắm. Tháng nào cũng phải đếm mà. Nào quýt vậy? Cơm ăn gì dữ vậy? Thằng kia. Anh ham 3 KB, ham 7 mà sao anh chửi cái TV nhỏ. Nó hỏi con nó. Cậu thứ mất dạy. Nói tại mình mất dạy. Tại tụi tôi mất dạy, tụi tôi là không tụi tôi đâu có mình phải. Phải chửi vui á không? Phải chửi mới vui. Anh có đi học không? Có. Mình học, tính ra mình học đại học Boba là cũng khoảng gần 8 năm rồi. Chưa được tốt nghiệp. Học hoài không thấy tốt nghiệp. Không có. Mình học, tính ra mình học đại học Boba là cũng khoảng gần 8 năm rồi. Rồi luôn, nào thả TF để thua rồi. Nó xuống tôn thả chạy. Mày đi mít đó hả? Không lao hay theo lao. Đặt này không có kiên. Còn cái gì vậy? Nautilus support. Ai lộn Nautilus. Ôi, gặp bạn Vin nãy đó kìa. Thua rồi. Lần. Chí thần sấm. Chung. 2
chu. 30 seconds until minions spawn. Ủa sao không có chống cự gì vậy? Thôi hết rồi. Tiền về xì máy trước cũng đi bạn bạn. Thôi bà nội nó cấm quân. Thôi tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, trễ phà rồi. Lụm chuông cái làm chi? Chết ngay. Quýnh mình cái cho bỏ ngay. Né hộ. Xe tôi với bọn.
né hộ. Tại vì tôi bà nội nó biết gì không qua giết tép rồi. Mà tép gì chơi lên cục máu trước là sao? Tép lạ. Hồi tép lên cái gì luôn. Cái này chơi dễ lắm, nó rất liêu rồi, hay ăn vậy hả? Né hộ, né hộ, một cái nửa cây. Phong độ chói sáng. Ở sao nãy đầy máu rồi? Mới uống nửa cây mà. Nửa cây tao né hộ nè, tát thêm cái nữa, tát thêm cái nữa. Quái cái đấy. Phải bóp cho gì cho được á. Siêu AD.
Nhẹ điên chứ. Nó làm mình phát á, mình mất quá trời bèo luôn. Thua, không thể nào chơi được, bị một cái sụi luôn rồi, không như là bị một cái là tụt không độ luôn. Vĩnh biệt, anh đi. Gút con ta ép nó đéo đúp. Má nó búp chạy nhanh cho ngà đê xong bị bò lát rồi luôn. Lá không lòng. Mà làm gì có thể lại ta ép lên cái gậy trùng sinh trời. Sợ chết hả? Ờ, trông lạ quá. Rồi, nó ăn à. Lên đi đó rồi. Mày đâu? Trời ơi, chạy lên rồi. Trời ơi, rồi bị cao tầng. Đứng dưới
Hết rồi. Thật chứ. Gặp mấy đồng đội này không tin được. Đã không có giúp ích gì được rồi còn bóp bơ bóp trứng nhau nữa. Trời ơi, mất cây gậy trần sinh, tớp cây gậy trần sinh. Ôi, mẹ đam đẻ không? Ăn mắt à. Thì mai cắm mắt kìa, thấy không? Đi lượm chua nó tăng sức mạnh lên nè.
là cái muốn xỉu luôn rồi. Okay. Nhìn máu đó kìa. Chó nâng mắt e hóa hiu có 50 giọt. Ờ mà mù lại kiếm gì ghê. Ghê gì? Ghê. Máu tao 1500, tao hiu gần 30 cái mới đầy. Ô cái lượm chuông lẹ. Đừng gần thôi. Tự nhiên cái tao đang trưởng trưởng cái nó nắm đầu tao. Anh đang tuôn, đang cái gì cứ trưởng trưởng hoài. Mà giống như là nó làm bay lên. Làm như Sunoku á, đưa tay lên bầu trời là sức mạnh. Vô giúp giùm. Rồi ăn nữa rồi. Giết tao không? Tiêu Thank you.
đồ mà. Chuyển của anh thành súp bọt rồi. Anh không có là AB giống nãy nữa. Phá game. Nó làm như đồng đội chết hết. Không mà cái hết cuối mà quýnh không có trúng điểm yếu. Là hiểu không? Mà quýnh góc xéo á. Ừ. Mà quýnh góc xéo thì đéo được điểm yếu nó không được gì luôn. Vậy ta ép lát giết anh nha. Quá thua. Có nhìn đồn tép là vui. Nói thì nói tôi cũng lụm được mấy chục chuông mà. Tự nhiên mới vô tao 1-1 luôn con. 1-0 á, khỏe, đồ cái ký. Xong AD nắm đầu tao cái tao sụi 8 mạng liên tục. Tới trận hồ của máu người ta đánh. Sai nghe lời nâng một heal, heal như kích. Thôi, em khỏe. Em khỏe là đéo heal được. Tao bị dính miễn hay tao đéo vô combat được. Em chọn thôi. Nói giờ đi lùm chuông.
điên ha đó, tao ulti AB con tớp với lại con gì á, không cho nó bắn nữa, thôi là mủ hết rồi. Vô ba ông rồi em, lụm chuông hoài không hết, mà sao nó không ra chức năng khi mà lụm đủ 100 chuông là thắng luôn. À tao chơi vậy mới giật gân mấy bạn nè. Thấy bà rồi. Anh là người điên nhất thế gian nhất mạng. Ôi gọi ông chúng nữa. Tao nhớ tao lắc rồi đó nha. Sao nó bò lên là từ lớp rồi mà bay lên. Điên. Ủa sao có lớp sao có UMF luôn vậy nha. Nhắc luôn. Có là leo. Đó. Ôi úp cái hồng ngọc tỏa sáng kia 500 máu luôn. Thời gian hồi chiêu của trang bị được giảm đi 10%. Là sao? Mấy cái chiều á, mấy cái hồng ủng hộ với chị Cory. Đi hỏi chị mũi. Để ta lên đây nè, ngủ. Chị có. Để lắm cho nó về. Mà nó về đó. Thôi, nhìn cái tao tên tôi giết luôn mày. Thôi nha. Hút mày luôn rồi nhóc. Để công ty ra con. Công ty đi. Đó nãy phá xong nhà để chạy về. Oh,
gì nữa, lo cho mày. Mày không vô đây nè, mày vô thẳng luôn mà mày qua combat tiên sớm. Thôi thấy lộn có biến phải làm chi nữa không? Bếp tự nhiên nó còn tì đạo xanh không rồi tôi cưng hết. Ồ, sắp trăm chuông rồi. Tụi mình phải chơi nhục nhã vậy luôn. Hết tin rồi. Về lấy đồ. Quên nổi này ta. 40 phút mới lỗi. Nhìn nữa nó tội mà. Nhìn nữa nó tội tội.
Chiếu yêu nó xong combo chiếu yêu level 13. Chiếu yêu ông sẽ thấy một đẳng cấp pháp vàng. 30 seconds until minions spawn. They're about to be. Chết mà còn mất cái lá. Minions have spawned. Dạ mua cục mana ngủ. Thôi. Má. Mana quy nó quy hoài luôn. Tiền. Xong lát lên cái xin tiện đường. Ủa này nãy ra con ma muốn xài đó. Kêu quấn hoài não mà. R.
đập cái lầu. Ông mẹ gì Genga chết tiếng Hàn hả? Nhẹ lưng cao.
Nó có tà lè đó xuống sớm. Thì biết được 5 sát há mắt anh sao được. Chì đập lầu. Ông lên lưỡi hái bốn cục cũng đau. Từ chứ. Trời ơi, nó đúng là thằng cu vậy chứ.
What the fuck? Định bay ra lát biết chưa? Huh.
chiến thuật hai thẳng dưới kìa. Đánh nhau đâu. Như thế lực nắm đầu tôi vô rồi thiệt chứ nắm đầu tôi vô tôi mơ cho con nó không biết phải yêu. Bây giờ cộng lăng chơi dễ lên 40 không?
mình nhìn lít đi. Để cho vô. Anh để cho ra. Bỏ nó lá lên giết luôn rồi. Rồi không chém luôn. Chém Quy. Rồi, anh lên đây. Để giờ ta đập nó. Victory. Thanh hấp là nào
Thank you.
đi thật xa. Tôi sống như một kẻ không nhà. Đó đi khắp. Dạ. Nãy giờ quên bật chat không có chọc tụi nó được. Holy fuck.
Heal coi. Mẹ ơi, không heal luôn. Đó, giết nó tụi nó hết chiêu rồi, nó dồn nó hết tôi rồi, đó. Hết tôi phi hết đồ rồi. Thiệt chiến thắng đơn giản như bốn thằng mua vô quýt sắp cuối cùng thắng. Này cái trò chơi gì á. Sai rồi. Sai khi bao nhiêu rồi. Bình đuê, gánh em nha, bình đuê. Chạy họ. Đất nó lại. Chuông nhiều quá thì nhập chuông đó. Thôi, hai chỉ dòng đội thôi. Ra hai mình chỉ dòng đội thôi. Ra đây mình chỉ dòng đội thôi. Mất cơ. Mất tạm tạm. Tạm sát đi buồn rồi đúng không ạ? Ra đâu? Thank you.
20% cooldown. Well, nó bài mà chứ
rồi, xin nhớ tạo xanh Nguy Lê Xin nó giết tôi không. Minions has spawned. Thank you.
rồi, giờ nó còn tâm rồi đó. Mũ luôn, nó hai bộ luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lúc nào tát một thằng lên vậy. Đồ lên mỗi món chút chút trời. Thank you.
Kinh tăng trụ xong.
turret has destroyed.